Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 20, sau khi Vương Lâm bị đám người của đấu tả phái truy đuổi, trên đường chạy, anh ấy rất nhanh đã lấy mạng vài tên ngáng đường. Thế nhưng, đám người kia vẫn truy đuổi Vương Lâm vô cùng giáo diết. Ở phía sau, bọn hắn không ngừng công kích khiến Vương Lâm trọng thương. Tới đây, Vương Lâm liều mạng, quay đầu về phía sau, anh ấy liền phóng ra hàng loạt băng tiễn khiến nó trực tiếp xuyên qua người một tên trưởng lão. Đúng một đòn này, tên kia bỏ mạng ngay lập tức. Nhân cơ hội đó, Vương Lâm cũng liền tăng tốc bỏ chạy về phía xa. Thế nhưng, ở phía sau anh ấy, đám trưởng lão có tu vi thâm hậu rất nhanh đã đi tới. Thấy một tên trưởng lão bị lấy mạng, thanh âm tên cầm đầu vang lên nói: "Tiểu bối, lấy mạng trưởng lão của đấu tà phái, cho dù là chân trời góc biển, người cũng không có đường sống đâu." Dứt lời, đám người kia liền phóng nhanh về phía trước, đồng thời công kích hình ấn ký cũng liền đánh về phía Vương Lâm. Đáng tiếc, khi công kích đánh ra, toàn bộ đều bị anh ấy tránh né. Sau đó, toàn lực gia tốc, Vương Lâm liền chạy vào bên trong sơn cốc nơi có trận pháp bảo vệ. Ở bên trong, cảm nhận được có người tới, Lý Mộ Uyển liền hớt hải chạy ra thì thấy Vương Lâm trọng thương, bởi vậy nàng liền đỡ anh ấy đi vào. Còn đám người kia, khi vừa chạy tới, bọn liền bị trận pháp ngăn lại. Quan sát một hồi, sau đó, một tên trưởng lão đã liền hành động. Trong tay hắn ta, một khối lập phương hóa khổng lồ liền ập xuống. Thế nhưng, bên trong trận pháp, hư ảnh con giao long khổng lồ đã liền đi ra. Khi khối lập phương đánh xuống va chạm cùng giao long, một vụ nổ ầm ầm nhất thời bạo phát, sâu trong hang động rung lắc dữ dội. Cảm nhận nguy hiểm, Vương Lâm gấp rút nhìn Lý Mộ Uyển nói: "Đây là đan lô cấp 5, dùng tốc độ nhanh nhất luyện chế thiên ly đan cho ta. Sư huynh, bọn họ truy sát ngươi, có phải vì cái này không?" "Không phải, đi luyện đan đi." Dứt lời, Vương Lâm chậm rãi đi vào bên trong. Tiến về chỗ âm hàn, anh ấy liền tiến nhập trạng thái tu luyện, nhanh chóng hồi phục vết thương. Còn Lý Mộ Uyển, nàng cũng nhanh chóng luyện đan. Tập trung tinh thần vào đan lô trước mặt, Lý Mộ Uyển điều khiển hỏa diễm tiến hành luyện chế. Cứ thế, nàng ngồi đó mặc cho thời gian trôi qua. Ở bên ngoài, đám người kia tấn công ngày càng dữ dội. Nhất thời, nó liền khiến nơi đây rung động ngày càng mạnh. Ở bên trong cốc, Lý Mộ Uyển mồ hôi đã ướt lạnh. Sau một hồi, nàng đột nhiên giật mình ngã lăn, nhìn đan lô cháy đen, nàng hiểu mình đã thất bại. Lúc này, Lý Mộ Uyển vô cùng sợ hãi, nàng dường như sắp khóc. Tuy nhiên, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nàng liền lấy ra ma huyết đằng làm lại một lần nữa. Pha rốt cuộc, chỉ sau thời gian ngắn, nàng cuối cùng cũng thành công. Rất nhanh, Lý Mộ Uyển đã liền chạy lại đưa cho Vương Lâm một viên thiên ly đan. Thấy vậy, Vương Lâm liền nhận lấy nó và cho vào trong miệng. Tiếp theo, lấy ra dịch thể uống vào, anh ấy lập tức bắt tay vào trùng kích kết đan kỳ. Còn Lý Mộ Uyển, để kéo dài thời gian, nàng cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó dùng hết sức gia cố cho trận pháp. Thế nhưng, đám người kia công kích rất quyết liệt, bởi vậy, sau một hồi, trận pháp đã bị phá. Ngay lập tức, đám người kia liền công kích Lý Mộ Uyển. Trên trời cao, một vòng tròn đột nhiên sáng lên, sau đó, nó liền phóng công kích như mưa tên về phía của nàng. Thế vậy, trên tay Lý Mộ Uyển phi kiếm không ngừng đánh ra, giờ phút này, nàng kinh cường chống trả lại đám người kia. Thế nhưng suýt chút nữa, một mũi tên đã xuyên trúng cơ thể nàng, còn ở trong động, Vương Lâm lúc này vẫn đang cố gắng đột phá. Lúc này, bên trong cơ thể anh ấy, từng luồng năng lượng vẫn đang không ngừng dao động, những cơn đau không ngừng ập tới. Bên ngoài Lý Mộ Uyển, sau một thời gian chống cự cũng dần suy kiệt, bất chợt trên trời cao, một thanh cự kiếm đã đánh xuống khiến nàng bị chấn bay. Thế vậy, một tên mặt háo sắc nói: "Tiểu nương tử, từ nay về sau, trong những người hầu hạ lão phu, ngươi chính là lô đỉnh của ta." Dứt lời, hắn ta liền hăm hở điều khiển toàn bộ vũ khí lao về phía trước, thân hình cũng liền phóng theo sau. Thế vậy, Lý Mộ Uyển nhắm mắt lại, nàng định tự đoạn tâm mạch để không bị làm nhục, thì bất chợt, ở bên trong động, một thanh phi kiếm đột nhiên lao ra. Nháy mắt, nó đã lấy mạng gã lùn béo ú. Sau đó, Vương Lâm như một ma thần chậm rãi bước ra, thanh âm vang lên nói: "Các vị, từ giờ phút này, Vương Mỗ sẽ là đệ nhất nhân dưới, Nguyên Anh Kỳ. Nếu các ngươi không che giấu tu vi, vậy thì có thể bỏ mạng được rồi." Dứt lời, ánh mắt Vương Lâm đỏ lên, phi kiếm trong nháy mắt lao ra, đã lấy mạng hàng loạt đệ tử của đấu tà phái đang bao vây hang động. Sau đó, chậm rãi tiến về phía trước, Vương Lâm lại gần Lý Mộ Uyển, bàn tay đưa ra, thanh âm lạnh lùng vang lên nói: "Đi, ta dẫn nàng đi lấy mạng đám người kia." Dứt lời, Vương Lâm liền bế Lý Mộ Uyển, sau đó hai người phóng về phía trước. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, Vương Lâm đã liền tiến hành đồ sát toàn bộ đám trưởng lão của đấu tà phái, làm nơi đây xảy ra một trận chiến ác liệt. Đến đây thì hết tập 21 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.